Đoạn này là bắt đầu vào phố đi bộ nha mọi người. Trời ơi đông dễ sợ luôn á. Không thua gì mấy ngày lễ Tết á. Được bầu 25 đại biểu. Có trên 5.000 dân thì ký thêm 2.500 dân. Được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu. 2. Thường trực Hội đồng Nhân dân xã gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng. Anh này hát hay lắm, nhưng mà tại vì bản quyền cho nên mình phải tắt tiếng, mọi người thông cảm nha. Kèn harmonica cũng hay lắm nè. Nếu như mà đi qua thì tôi
Tây bán hàng handmade kìa. Mình bị xin số phone đó mọi người. Đông vui ghê á. Đông lắm luôn á mọi người. Em chó Alaska kìa nè. Theo Wow, anh nhỏ nó dạng ghê á. Đây là điểm check-in Triệu View Hồng Kông bên hông Đà Lạt nha mọi người. À, chỗ này tối nay có mấy bạn chơi nhạc ở đây á mọi người. Bình thường thì chỗ này tối vắng lắm, tại ở đây cũng hơi tối á. Đây, chỗ này gọi là Hồng Kông của Đà Lạt đây. Tại vì view này nó khá giống một cái view ở Hồng Kông á mọi người. Phía dưới này là chợ Đà Lạt nha. Còn đây là điểm check-in không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt này mọi người. Nó được xem như là biểu tượng của Đà Lạt vậy. Trước đây thì cái bức tường này nó là của tiệm bánh Cố Xe Gió. Hầu như lúc nào cũng có người xếp hàng chụp hình ở đây hết. Giờ thì nó chuyển sang thương hiệu khác rồi, cho nên là cái bức tường này nó cũng đã thay đổi rồi. Chuyện này làm cho nhiều người yêu Đà Lạt rất là tiếc nuối nha. Thank you.
uống nước gì? Ừ, uống trà đào công xã được không? Mà chú bán vừa hay lớn vừa thôi. Của em giống luôn. Gọi đi chú làm cho. Cho con một trà đào công xã. Xay lớn hay xay vừa? Dạ vừa. Bây giờ mình xuống chợ đêm nha, xem thử có gì thay đổi không. Lâu lắm rồi hai mẹ con mới đi chợ đêm á. Chỗ này là đoạn bậc thang đi xuống chợ đêm nha mọi người. Tối đi đông quá, ngồi kín hết lối đi rồi. Bánh đẹp ghê chưa? Rất yêu, rất yêu. Wow, đông quá. Đông quá. Em ơi, ăn gì em? Thật ra thì ở đây cũng không nên ăn uống gì nhiều đâu nha mọi người. Hiện tại bây giờ là 10 giờ tối mọi người, nhưng vẫn rất là đông luôn nha. Thế giới dầu lắc. Hai khuya rồi, hai mẹ con đi về đây. Tạm biệt mọi người nha. Đông thì vui nhưng đừng quên đeo khẩu trang để phòng dịch nha mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon ha. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để theo dõi tiếp các video sau của hai mẹ con mình nha.